còn bao nhiêu lần mẹ nằm gần ôm con, còn bao nhiêu lần được dịu dàng cha hôn, còn bao nhiêu lần nữa, bao nhiêu thời gian ai hôn con, ai hôn con vào lòng, mai con về. Con như cánh chim én, mùa xuân mới trở về nhà. Xa quê quán tuổi thơ, nhớ mẹ ngồi dáng nghiêng nghiêng bên ngoài hiên. Con đi như cơn gió, mùa đông se lạnh tràn về. Như con nắng vàng óng, biết khi nào ở lại giữa chiều đông. Chiều nay nhớ giọng cha khàn khàn giữa tiếng thở ra. Ngày nào tụm bốn tụm ba giờ xa nhà, con thấy nhớ nồi cơm mẹ nấu sức nước mùi thơm. Bao nhiêu lần được dịu dàng tra hôn, còn bao nhiêu lần nữa, bao nhiêu thời gian ai hôn con, ai ôm con vào lòng, rồi mai con về nhà mình lại vui ghê, tìm nơi yên bình giữa dòng đời bộn bề. Oh,
Và xin chào một tràng hô tay cho Đức Thần. Dạ. Biết thắng thua sao, nhưng tôi biết là suốt cái cuộc đời này anh sẽ rất là kỷ niệm khi mà hàng con trai mình đứng trên đó hát với cái số tuổi này và chạy xuống tặng cho anh cái bông, thì tôi nói thiệt với anh, nó đã vô cùng và nó là kỷ niệm suốt suốt luôn. Tôi nghĩ là đây là cái kỷ niệm đẹp nhất đối với cái bậc làm cha mẹ nha anh. Rất là hạnh phúc. Có thể là bao nhiêu mồ hôi công sức để mà chăm cho con, nhưng bây giờ cảm thấy cái điều đó là nó trên cả tuyệt vời nè. Bởi vì cái điều mình mong muốn với con là nó chỉ cần trưởng thành thôi, nhưng bây giờ thấy con là đã làm cho mình hãnh diện nè. Và cũng rất mong là con nó tiếp tục phát huy cái tinh thần này và sẽ luôn nghĩ về ba mẹ khi nó trưởng thành. Dạ, xin được cảm ơn sự hiện diện và đồng hành của anh. Sao con khóc? Bà ai làm ca khúc này rất là hay và con rất là thương ba. Hãy đón nhận sự nhận xét của ban giám khảo nha. Ai làm hòa âm bài này cho con? Dạ, người đã hòa âm cho bài này cho con là thầy Biển. Dạ. Một phần con thành công là con phải cảm ơn bài hòa âm và cảm ơn band với của con nha. Con có một cái phong cách biểu diễn, lúc mà con hát cái tay con quơ quơ, cái chân con nhịp á, con giống chú Quang Dũng á, hợp lý, dàn dựng đẹp nữa. Cảm ơn rất nhiều vì sự chỉnh chu của mọi người. Cảm ơn màn hình LED, có thể là cái màu của cha mẹ một thời gian sẽ mất đi, nó sẽ là màu đen trắng trong lòng mình thôi. Cái sự hiện diện, cái tình cảm đó, nó giống như cho mà không bao giờ được nhìn nhận. Quên luôn cảm ơn. Và cái này nhắc nhở luôn cả nhiều người, rồi một ngày rồi nhắc lại thì nó là hình màu. Màn hình LED mấy cô chú ở trên đó cho mấy cái màu đen trắng dắt tụi con đi, đẹp tuyệt trần. Bộ đồ vest đẹp luôn, cái gì cũng đẹp hết trơn. Tụi nói câu cuối nữa. Hả? Ai cho rớt giết người đó? Không, không dám. Sao hai người này giết tôi quá à? Thật sự là nước mắt trực trào khi mà con bước xuống tặng cái hoa hồng cho ba của mình. Cảm giác rất là thật, rất là đáng yêu. Một cái sáng tác rất là hay về ba. Thì đây là một trong những cái hơi thở rất là hiện đại. Cũng như cô Việt Hương, cô rất là thích cái cách phối âm của cái bài hát này. Nó rất là cảm xúc, nhưng mà nó rất là, nó đem lại cho mình cái cảm giác rất đáng yêu. Về phần của con thì nhớ những cái khuyết điểm của mình, đó là những cái nốt thấp. Còn nốt cao của con rất sáng, rất đẹp. Cô rất là thích những cái bỏ nhỏ của con, rất là phù hợp với hát live band. Cô chúc mừng con. Dạ, con cảm ơn cô. Con rất là may mắn. Như một người nghệ sĩ chuyên nghiệp thật sự đang trình diễn, và con đã làm được cái điều mà chú cũng ao ước làm cho ba mình lắm mà chú không làm được. Đến bây giờ thì chú đã không còn cơ hội để làm điều đó nữa rồi. Con hãy trân trọng, hãy ghi nhớ cái khoảnh khắc này, cái tình cảm này. Bởi vì chú biết rằng nhiều khi lớn lên cái dòng đời nó đưa đẩy mình, và đôi khi mình quên mất những cái người thật sự yêu thương mình. Đó chính là những người gần gũi bên cạnh mình nhất. Cảm ơn con. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Con muốn nói gì với ba con ngày hôm nay? Con sẽ cố gắng học tập và theo đuổi đam mê của mình để ba vui. Con rất thương ba. Và đó chính là những điều thật nhất trên sân khấu của chúng tôi, và hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ luôn luôn yêu thương và dành tình cảm cho các bạn nhỏ. Và ngày hôm nay một tràng hỗ tay cho Đức Thanh. Cảm ơn con. Xin kính chào quý thầy cô cùng quý vị khán giả. Con tên Nguyễn Trung Hậu, năm nay con được 12 tuổi. Con đến từ An Giang, hôm nay con xin trình bày ca khúc An Giang quê em. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
sóc nắng, một góc quê hương nghĩa tình sâu lắng, để ta nghe dương dân trong lòng. Cho Trung Hậu. Xin mời ý kiến của các thầy cô. Cô Tú My trước nha. Cô rất là thích cái màu giọng của con, rất là vang, rất là sáng. Và con hát ca cổ, đặc biệt là xử lý rất là tinh tế. Một cái nữa là cô yêu cái mộc mạc trong con người của con. Con bước ra, con mặc bộ đồ áo sơ mi, quần tây thôi, nhưng mà cô thương vì cái điều đó, cô rất là quý. Về đội của cô đi, cô sẽ có những cái bản phối phù hợp với con. Phù hợp với con. Và cô còn có phòng thu âm nữa. Con hãy về đội của cô. Cô sẽ thu âm những ca khúc mà con yêu thích con nha. Rồi, lời dụ dỗ của lớp học bên này đã hết. Bây giờ con lắng nghe lời dụ dỗ của lớp học bên này. Xin mời. Nói gì lời dụ dỗ thế ghê quá à. Nói vậy để cho người ta biết dụ thiệt mà. Lời thuyết phục. À, thuyết phục. Anh Đại hiền à. Lắm. Không, thật sự thì thầy Đại rất là thích cái sự mộc mạc của con khi mà con trình bày cái bài vọng cổ này, hát một cách rất là tự nhiên. Và thầy Đại chỉ tiếc cho con là cái bài vọng cổ thì cái phần quan trọng nhất là vô vọng cổ, thì cái phần đó con lại bị điểm trừ. Con không có nghe kỹ cái dây để mà con hát cho 9 dây, nên con hát bị trên dây một xíu. Nhưng mà sau cái phần con xuống vọng cổ xong là từ cái đoạn sau là con hát rất tốt luôn. Thành ra con phải chú ý thêm. Con chỉ cần khắc phục cái gọi là bản lĩnh sân khấu của mình. Xin được cảm ơn các thầy cô. Và bây giờ sẽ là sự quyết định của con. Con sẽ về với lớp học nào? Dạ thì con rất là yêu các cô, yêu thương các cô chú. Nhưng mà con chỉ chọn được một lớp thôi. Dạ con chọn... Chúc Đức Đại. Chúc mừng con, xin mời con về. Đau lòng quá. Rất là nhiều
những chiến binh rồi, nhưng chúng ta vẫn còn những chiến binh hấp dẫn hơn nữa. Hãy cùng nhau đến với thí sinh ngay bây giờ. Xin mời các tài năng nhí tiếp theo nhé. Chào quý thầy cô và các khán giả, con tên Trọng Phạm Mai Anh, năm nay con 10 tuổi, con đến từ thành phố Long Xuyên. Hôm nay con hát bài Anh Bảy Nhớ Mẹ của nhạc sĩ, ca sĩ Đình Văn. Xin quý thầy cô và các khán giả cùng thưởng thức ạ. Trong lòng
lòng bồi hồi nhớ quê già diễn nhớ lời mẹ ru. Chiều đã xa một tràng pháo tay cho Mai Anh. Con có nghe trong giọng hát của con thì có run không hề nhẹ. Bản phối của con á phải chi mà nâng lên một tông nữa cho nó sáng giọng con thì sẽ những cái nốt thấp con sẽ không bị mờ, và khi mà mình run á mình xử lý nốt thấp rất là khó. Đã vậy bản phối còn thấp nữa thì lại là một cái điều không có tốt cho con. Tuy nhiên rằng trong lòng cô đã chấm con được 8 điểm rồi, bởi vì là cái ngân này, cái luyến của con rất là tốt, vẫn còn một số hạn chế về cái âm vực thôi. Thử cái này thử nha, bây giờ cô My lên đó, cô My kiểu cho bé nó hát lại coi chị thấy coi nó có khác gì không nè. Bài nào quen hơn? Dạ bài Giọng Cổ Buồn. Rồi, okay. Cô kiểu trước cho con nha. Đêm dài nghe tiếng giọng cổ buồn, nức nở dần trắng khuya cung đàn buông tiếng khóc. Tiếng gõ nhịp sông loang ai quán khúc tơ lòng, như tiếng lòng chim quyên đang đón gió thu về. Anh giờ xa xứ bỏ quê nhà, bỏ lại dân trắng khuya cung đàn buông tiếng khóc. Nức nở dân trắng non hai đứa vẫn hẹn hò. Cô mến ơi, cô hãy bấm nút xanh liền. Chúc mừng con ngày hôm nay, thật sự là chú thấy là con hơi hồi hộp, có hơi run một tí. Đó, có cô My ở đây rồi chắc chắn là con sẽ yên tâm hơn với những cái tiết mục về sau của con. Khi mà con hát bài này á, với tạo dài màu này, rồi con có biết không, đằng sau sân khấu của con á, cái đèn LED á chiếu lên cái ôi sao mà nó đẹp dữ lắm con ơi. Thầy Đại thích một cái chỗ là con hát là phải chỉ có thằng bay về. Ban đầu á con ra này thì con bỏ nhỏ cô vẫn chưa có bị thuyết phục lắm. Tuy nhiên rằng đến cái câu mà phải chi có thằng bảy, đúng rồi, lên được chữ có đó, cái đó mới quý đó, đã không phải ai cũng hát được cái chữ có đó, đúng không? Nghe thương, nghe sợ thương ha. Đúng rồi, rất là nói chung là con có cái tình cảm ở trong đó, và ngày hôm nay con đã thuyết phục được một lớp học của mình rồi, và chúc cho con sẽ được rèn luyện nhiều hơn và con sẽ tự tin hơn ở tiết mục tiếp theo nha. Chúc mừng cho con về với đội của cô Huỳnh Mến và cô Tommy. Kết thúc những phần biểu diễn rất
tình mẹ. Xin được chúc mừng cho Ngọc Thảo. Cảm ơn sự hỗ trợ của hai bạn vũ công trong Hữu đoàn Gió Việt. Đây là Ngọc Thảo, 11 tuổi thôi, và thí sinh này đến từ lớp học của cô Tú My và cô Huỳnh Mến. Dạ, xin mời cô Trang. Con hát thể loại dân ca thì con ngân nhẹ lại chút xíu. Đúng rồi đó. Cái âm cao của con á, gọn lại chút xíu. Con có cái lợi thế là âm cao của con rất là sáng. Đó là cái ưu điểm của mình. Nhưng mà cần rèn giũa thêm nha Tố My. Rèn giũa thêm để làm gì? Để âm thanh sẵn có của mình đẹp hơn nha con. Tuy nhiên cái ca khúc này con hát khá là chín mùi á, cho nên đó cũng là một cái điểm cộng dành cho con. Chúc mừng con. Con có được cái là một cái chất giọng con rất là sáng, mà con hát nghe nó lanh lảnh vậy đó. Mà nó mộc mộc sao á. Nó lanh lảnh, nó hay, nó bắt lỗ tai người nghe lắm. Nhưng mà cái phần đúng là cái phần ngân của con á, nó hơi nhiều. Cái giọng ngân của con rất là tốt, nhưng mà cái chỗ nào mình cần ngân thì hãy ngân, chứ không phải câu nào mình cũng ngân, câu nào mình cũng rung thì đâm ra nó bị nhàm, thấy không? Cái đó là cái độc đáo của mình để đúng cái chỗ đó, đúng cái đó thì mình rung bạc thì đã. Chứ còn giờ câu nào cũng rung bạc, ta tưởng mình bị trúng gió. Tại anh biết sao không? Tại bản thân của bé, cái chất giọng bé quá ngọt, và cứ hở ra là bé rung, bé ngưng, kéo từ Hà Nội cho tới Cà Mau vậy đó. Ủa, em tiết chế lắm lắm rồi đó. Với lại về một cái nữa, ở cái phần biểu diễn á, vì lúc con diễn á, nhiều khi con minh họa, thành ra mình thấy con hồn nhiên, thấy con ngô nghê, lại trời cái con cuối còn lại khán giả cái vậy đó. Ở đây á, chú Nghĩa cảm giác con và cái câu chuyện của hai mẹ con bà Năm này nè, nó không có ăn nhập với nhau, nó không có liên quan với nhau. Cảm giác giống như cái câu chuyện này là một cái câu chuyện diễn, bên đây là con hát, bên là cái chuyện của con, không ai kết nối với ai hết. Bé còn hạn chế về diễn xuất lắm. Ok, anh sẽ cố gắng hơn nếu mình được đi tiếp. Dạ, chúc mừng một tràng hỗ tay cho ban giám khảo và cả Ngọc Thảo nữa. Chúc mừng con. Và tiết mục tiếp theo sẽ được trình diễn ngay bây giờ trên sân khấu. Xin mời. Dạ, con xin kính chào quý thầy cô và quý vị khán giả. Con tên là Dương Ngọc Hà. Nghệ danh của con là Candy Ngọc Hà. Năm nay con 5 tuổi. Con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con rất vui khi được mặc áo bà ba, mang dép râu và đeo khăn rằn. Mọi người biết con hát bài gì không ạ? Con hát bài ca Người Nữ Tự Vệ Sài Gòn, sáng tác nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Xin mời mọi người cùng hưởng thức. Tuổi em vừa tròn đôi mươi 18, em cài mái tóc
đỏ tươi ngày đêm như in sông tới tay cầm súng măng băng đỏ trên đường phố Sài Gòn. Cưng quá, gái em, dạ vỗ tay cho Ngọc Hà. Trời ơi, con ơi, cưng quá. Con ơi, con cưng quá con ơi. Cô yêu con. Con ở đâu con xuất hiện vậy? À, đúng em đó. Trời ơi, đừng lên đây làm gì nữa. Rồi, con ơi, đây là chú Quốc Đại nha. Đây là cô Tú My nha. Cô May dạy cao nên là chú... cô đi chậm hơn chú thôi. Chứ không phải là cô muốn chậm hơn chú đâu. Trời ơi, cô yêu con quá. Chưa, bây giờ là chưa được đụng vô hiện vật. Con qua đây con, chú Minh Xù sẽ bảo vệ con. Bây giờ nè, để cho con gái em tâm sự chút xíu nhẹ. Nãy giờ con hát cái bài này, con hát xong rồi con thấy như thế nào? Dạ vui. Vui, đúng không? Mọi người thấy hay không à? À, thật sự hồi nãy khi mà con bước ra, cái con giới thiệu tên con là thầy Quốc Đại là thấy chịu quá rồi. Rồi xong rồi con giới thiệu cái bài ca người nữ tự vệ Sài Gòn. Thầy Đại định nói, thôi con khỏi hát đi, con về đòi thầy Đại, đội của thầy Đại luôn đi. Giờ nữ tự vệ Sài Gòn này mà bước ra cái là đối thủ là té rạp, không ai nở mà làm tổn thương cái người nữ tự vệ này, đúng không quý vị? Đúng rồi. Mà hát lên câu đầu là thôi, là thầy đã thấy con nè, hát rất rõ chữ nè, cột hơi cũng khá vững nè, con về đội thầy nha con. Không biết sao con bấm trễ hơn chú Đại không? Tại vì là cô say sưa nghe con hát vậy đó, mà cô quên bấm con luôn. Đến lúc mà chú Đại thấy đèn chú Đại sáng, cô nói chết rồi, chưa bấm bé. May là con còn hát. Cô bấm thì cô thấy ở con á, giọng con rất là khỏe nè, đặc biệt là cái nhịp rất chắc. Bởi vì theo cô thấy trong cái bài bản phối của con á, trong cái bài này thì nó có những cái câu chuyển rất là nhanh, mà con trụ được cái nhịp, cái cao độ con vẫn giữ chắc được. Nên là con rất là tiềm năng con ơi, con phải về đội của cô thôi. Rồi, cái sự chiêu dụ đó đây đã hết. Con đội về đội với thầy đi. Biết sao không, thầy là fan hâm mộ của con. Hồi nãy giới thiệu tên là thấy quen quen rồi. Nói y, hình như là Á hậu của Miss Baby Việt Nam. Đúng không con? À đúng. Fan hâm mộ của con, bây giờ con phải về với thầy Đại được. Cái bài đó xưa lắm rồi con ơi. Con thích công chúa Elsa không? Dạ thích. Đó, con có thấy cô giống công chúa Elsa không? Đó. Con gái, qua đây với chú Minh Xù trước, qua đây bình tĩnh con. Con yên tâm đi con vô đội thầy Đại thì con đi quay con cũng con gặp công chúa Elsa hả? Cô á, cô sẽ cho con thành một công chúa Elsa xinh đẹp. À, đó, con thấy chưa, lên sân khấu bên đây là cô Phạm Lịch nè. Bên đây cô Huỳnh Mến nè. Cô là người làm chứng hồi nãy á, là khi mà con vừa bước ra sân khấu á, chú Đại hào hứng vô cùng luôn. Con nhớ đoạn nãy con nói con bắn không? Con làm lại cái đoạn đó. Con nhớ đoạn đó không? Con nói là con bắn đúng không? Con chỉ có bắn trúng cô với chú Đại thôi, còn hai người kia không bắn trúng. Thì đúng rồi. Phải bắn chú Đại với cô Lịch Xỉu đi để về đội cô Mến chứ sao. Mình bắn đó là bắn tim đúng không con? Mình thương mất gì mình bắn đúng không con? Không, bắn đó là mình bắn tim. Bây giờ cô hỏi con xíu được không? Dạ được. Con có thích nhảy múa không? Dạ thích. Ngoài hát cái thể loại này ra con có thể hát được cái nhạc nhảy không? Con biết nè cô con biết nhảy, nè. Nhảy con biết nhảy con biết đúng nè. Không? Cô biết là con biết mà. Mấy bạn này biết kể bạn nó đi. Nói nghe nè, nếu mà con mà về đội của cô Mến với cô My nha, cô My sẽ huấn luyện cho con nè thành một cô gái xinh đẹp hơn,
giống như bây không, giờ con đã xinh đẹp xinh đúng không? Sẵn rồi. Đó, con đây, đây, đây chị rồi. Đang nói bây giờ con xinh sẵn rồi đúng không? Cộng thêm nét đẹp của cô My nè, cộng với là cô Mến sẽ huấn luyện cho con nhảy nhiều hơn nữa, xong rồi con sẽ vừa hát vừa nhảy luôn, chịu không? Nào bây giờ bình tĩnh nè, để cho con nói cái nè. Thời gian chiêu dụ đã hết. Dạ. Xin mời hai lớp chúng ta về chỗ. Không được nói nữa hả? Dạ hết rồi. Bây giờ mình về chỗ để cho con gái em chọn nè. Đó, trước khi về là về với đội fan hâm mộ. Đó, còn dụ nữa. Lên đây dụ dỗ mà không có quà gì cho con hết đúng không? Thấy có quà đâu, con thích quà không? Dạ thích. Đó, thích quà nữa. Hy vọng rằng là cái món quà lớn nhất á, là khi mà con chọn được đội nào, con về với đội đó là con sẽ được học hỏi thêm, con được dạy dỗ thêm, con được hát hay hơn và nhảy đẹp hơn, chịu không? Rồi, nãy giờ lắng nghe sự chia sẻ và góp ý cũng như là chiêu dụ đến từ các thầy cô của mình. Hai lớp, con phải chọn một lớp thôi. Con nghĩ là con sẽ chọn lớp nào? Dạ, cả bốn thầy cô ai con cũng thích hát. Nhưng mà tiếc quá con chỉ chọn về được một đại thôi. Thì con sẽ về đại của... của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lê. Thầy Quốc Đại và cô Phạm Lê. Thầy Quốc Đại và cô Phạm Lê. Xin mời con. Ok. Quá là dễ thương. Hôm nay là một ngày buồn. Lành ơi là lành. Trời ơi, đi đòi nợ cũng không có gì để xiết nợ làm sao vậy hả? Tôi khổ quá mà. Bây giờ sao cô lên tiếng giùm tôi coi. Chị Tám ơi, chị ráng chị thư thả chị giúp giùm vợ chồng em. Em hứa là vài bữa nữa rồi em trả cho chị. Tại vì gần nửa năm nay chồng em trở bệnh nặng. Rồi bao nhiêu tiền em mừng được em gom góp em chạy chữa bệnh cho chồng em. Nghèo còn bệnh nữa. Lại đây, bây giờ coi như tôi tính vậy cho cô nè. Dạ. Nhà con nhỏ gái lớn á, tôi quen mấy cái mối ở trên huyện đó. Mấy ông ở trển có tiền dữ lắm. Bây giờ á, tôi giới thiệu làm vợ bé anh ta. Làm vợ bé thôi có tiền trả nợ, chịu không? Con bé hai nó còn nhỏ quá, làm bé người ta tội nó lắm chị. Nghèo làm bé mà còn tội vậy, tiền tôi ai tội cho tôi? Còn con Út nè, đúng không? Tôi quen mấy cái mối mà nhà mấy ông giàu mà cờ tiểu thư công tử vậy đó, vô làm người hầu hen. Người ta không có đánh đập gì đâu, lâu lâu á tiểu thư nhéo hay là giật tóc rồi bầm mình bầm mẩy vậy thôi, không có mà bị què quạt gì đâu, được không? Em biết là chị thương em, chị thương gia đình em, chị muốn vậy là chịu đúng không? Nhưng mà chị ơi, con bé Út nó nhỏ quá, rồi nó ham chơi, rồi nó vụng về lắm. Mà lỡ có xảy ra chuyện gì á, cả nhà em mấy cái mạng đền không nổi chị ơi. Sao nghèo mà trả treo dữ vậy? Lúc mượn tiền tôi không trả treo vậy đi. Thực sự là vợ chồng em không biết tính làm sao hết chị ơi. Được rồi, để ông trời tính. Đây, tôi cho cô hai cái bánh. Đây, cái bánh nhân thịt. Còn đây là cái bánh nhân ngọt. Cô về cô cho hai đứa con gái của cô đó, đứa nào mà ăn trúng cái bánh nhân thịt thì coi như là số trời đã định, đứa đó phải ra đi kiếm tiền để mà trả nợ cho gia đình. Chị Tám ơi, em lại chị. Chị cũng làm mẹ, chị cũng hiểu. Đứa nào cũng là con em đứt ruột đẻ ra, làm sao mà em cho con em nó chọn như vậy được chị? Cả nhà ôm nhau chết chùm, hay là một đứa ra đi kiếm tiền để mà còn sống sót á, thì tự mà suy nghĩ đi. Chị Tám ơi, chị Tám, chị Tám ơi. Mẹ, mẹ ơi, con về rồi nè mẹ. Mẹ nghe nè. Mẹ ơi mẹ. Ủa, cái Út của mẹ về rồi hả? Mẹ, nhìn nè. Trời đất ơi, giỏi quá à. Mót được nguyên một rổ khoai đầy luôn. Mà đói bụng chưa? Dạ đói. Vậy giờ mẹ vô mẹ luộc khoai cho Út ăn liền nha. Dạ. Mẹ,
hôm nay nhà có bánh, mẹ luộc khoai làm gì? Có bánh. Khoan con ơi, cái bánh đó thơm quá. Đây là bánh nhân ngọt, đây là bánh nhân thịt, em sẽ ăn bánh nhân thịt. Chị hai, bữa nay Út nhờ chị hai ăn cái bánh nhân thịt này nha. Em không chịu đâu, chị hai nhường bánh nhân thịt cho em. Mẹ cho phép con được ăn cái bánh nhân thịt này nha mẹ. Út ơi, hai ơi, hai. Bánh nhân thịt của người ta con được cũng đã ăn rồi. Hai, mẹ, con biết hết mọi chuyện rồi. Chuyện này chỉ có con với mẹ biết thôi nha. Mẹ đừng có cho con Út biết nha mẹ. Nha mẹ, con ăn, con ăn hết cái bánh này. Mẹ, hồi nãy á, chị ai được ăn bánh nhân thịt rồi, bây giờ mẹ còn cho chị ai cái khăn nữa, sao mẹ thương chị ai quá vậy? Thôi mà, con của mẹ, đứa nào mẹ cũng thương hết á. Sao rồi? Đứa nào là đứa ăn bánh nhân thịt hả cô Lành? Dạ con. Được rồi, theo dì Tám dạ. Lên trên huyện nha con. Cho con nói với em con câu với dì Tám. Nhanh. Dạ. Út ra đây. Kể từ hôm nay, Út thay chị hai chăm sóc cho cha mẹ. Chị ơi đừng có đi mà, lần sau em sẽ ngoan, em không dành đồ ăn của chị nữa đâu. Bánh nhân thịt từ nay sẽ không ai dành với em nữa hết nha. Thưa cha, thưa mẹ, con đi. Chị ơi, chị ơi đừng có đi mà, chị ơi. Đi. Chị ơi. Chị ơi đừng có đi mà, chị ơi. Chị hai đặc biệt gửi về cho con đó. Con ăn đâu.
xưa cũng vì giành cái bánh nhân thịt. Nghĩa là chị hai phải theo dì Tám để trả nợ cho người ta đó. Vậy chị hai khi nào về hả mẹ? Và đó chính là Phương Nhi. Khi mà ngồi phía dưới lắng nghe tiết mục này, chúng mình thì thấy cô Việt Hương cũng rất là xúc động. Không biết là cảm giác của cô Việt Hương như thế nào ạ? Cô không có nghĩ là Phương Nhi là thi hát, tưởng con là thi kịch. Con là diễn đúng cái cảm xúc của con luôn. Nếu mà hồi nãy con diễn kịch thì con cũng thành công luôn nữa. Lúc chị đi đó, con đẩy luôn hết cảm xúc của cô Thương, hết sức luôn. Thì lúc đó con lại thi hát. À, cho nên là cảm ơn ai đã dựng cái vở kịch này. Đặc biệt cái bạn hỗ trợ đó, cái bạn tên Tám đó, đã hài đẩy luôn đi, đặt bản tên Tâm đi. Chỉ có Tâm quá, nó mượn tiền lời còn những gái người ta đi bán mất. Dạ. Phương Nhi á, lúc mà mẹ cho cái bánh lần thứ hai, Giang tấu vô con hát trở lại đó, thì tại vì cái bài này vô tình mấy cái câu đầu nó hơi bị thấp, cái cảm xúc nó lên cao, cái con vô nó bập bùng. Nhưng mà nếu mà để thi một tiết mục thôi mà dàn dựng có diễn viên diễn hỗ trợ đà đâu ra đó, cái phần kịch lót cho cái phần ca rồi phần ca giả lại phần kịch quá hay. Em cảm ơn cô. Cô Mến thấy sao cô Mến? Ai cô Mến xúc động quá nè. Nhà cũng có hai chị em vậy hả? Em là cô chị hay cô em? Cô mới là người ăn bánh nhân thịt á. Nhỏ em giờ không chừng nó đang bán bánh bò, bánh tiêu đâu dưới quê đó. Em Mến ơi, em có khổ ở nơi nào em nhớ liên lạc chị nha em Mến. Em ở Việt Nam mà chị em ở bển. Nói chung là mãi đến lúc mà cái người chị xuất hiện lại thì lúc đó em nhớ về chị của mình thôi, chứ không gì hết. Em ơi, cái người chị ở trong cái này đó là người ta bận cá bà Ba Hồng đó em, có nghĩa là người ta đã thành đạt. Bà chị em chắc cũng mở 10 cái tiệm nail đó em. Không, chị em mở spa. Trời ơi. Dạ, chị á chị, dạ. Chị của con Mến ơi, dạ, nhờ chị ăn cái bánh nhân thịt. Rồi chị qua bên đó chị mở 7-8 tiệm thì ba. Nhỏ em ở nhà ăn bánh nhân ngọt. Nó nhảy quá chị ơi, nhớ gửi về cho nhỏ con Mến. Dạ. Chị nhắn rồi, bớt khóc đi Mến. Ừ, nha. Dạ, xin được cảm ơn chị Việt Hương rất là nhiều. Còn chị Đoan Trang thì sao, xin mời chị. Đây là vở ca kịch có nội dung rất là xúc động. Đồng thời thì giọng hát của con cũng khá là tốt. Mặc dù đúng là cái lúc mà con quá xúc động thì con hát có hơi chệch choạng chút xíu, nhưng mà phần sau thì tốt hơn rất là nhiều. Cô chúc mừng con. Chúc mừng Phương Nhi đã hoàn thành xong tiết mục rất là cảm xúc của mình. Và hy vọng rằng tiết mục tiếp theo cũng sẽ làm hài lòng tất cả quý vị. Xin mời. Cô ơi. Ơi, cho con tô bún riêu nha cô. Rồi rồi, con ngồi đây giúp cô nha. Đợi con phụ tội cô xíu nha. Rồi, cô gửi nè. Qua đây. Thank you.
bún riêu của cô có một hương vị rất là đặc biệt, làm con nhớ tới một người đã từng nấu cho con ăn, mà bây giờ người đó lại không còn trên đời này nữa. Ai vậy con? Đó chính là mẹ con. Cảm xúc của anh Nghĩa như thế nào ạ? Xin mời anh. Con hát hay, con có gương mặt sáng sân khấu, nhưng mà chú Nghĩa cứ cảm giác là nó bị thiếu thiếu một cái gì đó. Chắc có lẽ là cảm xúc. Chắc là nhiều khi con còn nhỏ quá, con không có phải qua những cái ngày khó khăn gian khổ, cho nên là con chưa có cái hồn, cái cảm xúc trong cái bài hát này. Ngay cả cái đầu tiên khi con thoại với cái người mẹ đó, chú Nghĩa đã thấy nó chưa có vô rồi. Cho nên là phải chi, nếu như mà nhìn thấy được ở con cái khả năng thoại nó còn hạn chế đó, thì mình bớt cho con thoại lại. Ví dụ mình cầm, mình diễn rồi mình hát thấy thế nào đó, để mình che đi những cái phần nào còn hạn chế thiếu sót của con. Lần sau rút kinh nghiệm, đừng có con đừng nấu gì trơn trọi á. Mẹ gánh ngang vậy đó, cái nhìn theo cái bà bản gánh, hiểu không? Nhớ mẹ mình cái hát, hiểu không? Hát xong cái bà gánh về, bà con dẫn thêm đứa con nữa. Trời ơi, cậu đi cái con dòm theo vậy là rớt nước mắt rồi. Nha con. Mình có được đi tiếp hay có đoạt giải hay không, không có quan trọng.
Nhưng mà đây là những ngày tháng nó sẽ đem lại cho tụi con rất là nhiều kỷ niệm rất là đẹp. Con đồng ý với cô không? Đó, còn về cái phần cảm xúc á, đó là một con đường còn rất là dài. Bởi vì tuổi của tụi con còn nhỏ quá mà, phải hiểu hết về cái tình cảm nè, mà bỏ tình cảm qua một bên rồi phải biết diễn xuất nè, thì mới có thể tròn được những cái tiết mục này một hoàn hảo 100%. Nhưng mà chỉ để nói về cái phần hát thôi á, từ đầu cho tới đuôi đi ngọt ngào như vậy là cô cũng cảm thấy cũng là một lời khen rồi. Cho nên cô chúc mừng con nha Mai Anh. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Ngay bây giờ tiếp theo sẽ có điều gì hấp dẫn, xin mời tất cả quý vị cùng khám phá. Xin mời. Chào các thầy cô và các vị khán giả. Con tên Nguyễn Thị Trúc Mai, năm nay con 10 tuổi. Con đến từ Phú Quốc, Kiên Giang. Và sau đây con xin trình bày ca khúc Cha Già.
cha về với mẹ thôn xa. Chúc mừng con gái đã có được sự lựa chọn đến từ lớp của cô Tố My và cô Huỳnh Mến. Và cảm ơn con rất là nhiều vì đã đem lại một cảm xúc rất là dạt dào cho tất cả quý vị khán giả. Con ơi, con hát giọng cổ được không? Con hát giọng cổ được không? Dạ được. Con hát thử một câu tặng chú thầy Đại đi. Chú có cảm nhận là giọng của con mà hát giọng cổ chắc hay lắm á. Con hát thử chú nghe được không? Con hát thử một câu đi. Thuở con nằm nôi con đã nghe lời chú đấng. Wow, nổi da gà rồi. Ôi lời chú đã giữ nuôi con khôn lớn nên người. Với câu hát đó thì lớp của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lịch đã lựa chọn con luôn. Niềm vui nhân đôi. Nhưng mà trong cái niềm vui này thì không biết là tại sao Huỳnh Mến lại rơi nước mắt nha. Con hát cái bài hát này á rất rất là cảm xúc luôn. Con cảm thấy mình rất là may mắn khi mà vẫn còn có cha mẹ ủng hộ mình. Nhưng mà cái bài hát này nó làm cho cô nhớ tới cái cảnh mà ba mẹ của cô khóc khi mà đưa ông bà. Cho nên là cô cảm thấy rất là đau lòng. Bài hát này qua giọng hát của con nó giống như là một cái lời nhắc dành cho bản thân cô. Cô cảm ơn vì điều đó. Cô cũng rất cảm ơn con vì con đã cho cô cũng như là tất cả quý vị khán giả thưởng thức một ca khúc rất là ý nghĩa về người cha. Cô rất là xúc động. Và cô nhận thấy ở giọng hát của con á, có một cái tố chất gọi là tiềm ẩn kinh khủng lắm. Khi mà con về đội của cô thì cô nghĩ rằng cô sẽ khai thác thêm những cái tiềm ẩn trong người con. Nãy giờ thầy cô nói cũng nhiều, nhưng mà trên đây thì bạn nhỏ cũng rất là xúc động. Thế không biết là cho chú hỏi là tại sao con lại khóc? Vì con... Mạnh mẽ lên con. Cho cô ôm con nghĩ cái gì con cứ cái nói cái đó nha. Không sao. Cảm ơn con. Màu áo xanh cũng hợp nữa nè. Ủa hả? Đúng rồi, áo xanh là phải về đội áo xanh nha. Cái con gì con ở, cha con ở Phú Quốc á, nên là nhớ cha. Là sao? Ở Phú Quốc mà, con lên đây con thi. Chú thấy là con rất là xúc động khi con hát bài này đúng không? Vậy giờ nè, con có muốn nói gì với cha con không? Biết đâu được cha con đang coi trên sóng truyền hình á. Cha con nhớ cha niệm lắm, con sẽ về sớm chơi với cha. Đúng là mang trong mình một cái tâm tư như thế mà hỏi sao hát không sụi tôi luôn trời ơi. Mạnh mẽ lên con ha. Mạnh mẽ lên nha. Cô Phạm Lịch chắc có điều muốn nói với con, nãy giờ cô chưa nói nè. Cô thì chỉ chia sẻ về cảm xúc của cô thôi. Đối với con, có thể đến giờ phút này thì mình có thể mình chưa cảm nhận hết được về cuộc sống, hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà cô nghĩ là mình vẫn nên vui vẻ và hạnh phúc khi mọi thứ mình vẫn còn đủ đầy. Tại vì bản thân cô là bố cô mất rồi, chứ cô không được như mọi người là được còn trọn vẹn được nhiều thứ. Nên là cô nghĩ là có thể là bố mình sẽ bận. Người lớn họ sẽ phải đi làm việc, họ phải đi kiếm tiền. Và cái mọi thứ đó là lo là cho cuộc sống mình nó sẽ tốt hơn. Nên là cô nghĩ là đừng buồn và đừng khóc. Thay vì như thế, con đã làm được một tiết mục rất là tốt và đó chính là cái phần thưởng cho chính con và cho món quà vô giá cho chính gia đình mình luôn. Nên là cô hy vọng là con sẽ luôn cười và đừng khóc nữa ha. Đó là cảm nhận của cô. Còn cô đồng ý luôn là nếu con về đội của cô Tố My đó là một điều tuyệt vời. Nhưng mà nếu con về đội của cô thì đó là một điều hạnh phúc đối với chú Đại. Thực ra hai đội thì đội nào con cũng thích đó. Nhưng mà chỉ được chọn một đội thôi thì con xin chọn đội của... chú Quốc Đại và cô Phạm Lịch. Ta vui từ từ. Cho chú hỏi lý do vì sao mà con lại đưa ra quyết định này của mình là con sẽ về với đội của chú Quốc Đại và cô Phạm Lịch.
tại vì chú Quốc Đại vừa dân ca vừa cải lương. Cô Tô Mì ơi, cô Tô Mì biết hát cải lương không? Cô hát cải lương được mà. Con sao trong lòng nhớ bầy tháng thơ, tiếng sao bi thương nức nở giữa đêm trường. Oh my god, hay không con? Sâu đôi thương loang em cũng đoan trường, sao xa bầy cũng thương cũng quà điêu, em xa người đang lạc phím chung dây. Vỗ tay. Cảm ơn cô Tommy. Con cảm ơn cô đi. Dạ con cảm ơn cô. Xin mời lớp học của mình. Mình đi xuống nha. Đã có được một thành viên mới. Chúc mừng. Quý vị và các bạn thân mến, và ngay bây giờ sẽ là thí sinh tiếp theo. Và lần này Hương Hương của chúng ta sẽ quay trở lại với thử tài siêu nhí vòng bán kết như thế nào. Hãy cùng nhau theo dõi. Xin mời. Không. Sao vậy? Sinh nhật của công chúa gì mà buồn hiu à. Không có ông bà nội, không có gia đình bác hai, và không có mẹ nữa, sao vui? Có mà, tại vì cha không có tưởng tượng thôi. Bây giờ cha nhắm mắt lại đi, vậy cha thấy liền à. Nhắm mắt là thấy liền hả? Không có hí nha. Đó, cha thấy chưa? Ông nội nè, bà nội nè, gia đình bác hai nè, anh hai nè, mẹ nữa. À, thấy rồi, thấy. Thì là cha vui rồi đúng không? Cũng không có vui. Sao vậy? Tự nhiên sinh nhật công chúa mà bắt cha làm chú cụi. Thì cha muốn làm cái gì? Làm hằng nha. Ý, đâu có được. Cha là đàn ông, làm sao mà làm hằng nga được? Chứ sao công chúa làm hằng nga được? Tại vì công chúa đẹp, với lại công chúa là con gái nữa. Ăn gian, nghỉ chơi. Thôi. Sao hôm nay sao cha buồn quá vậy? Không chơi cái đó nữa đâu. Vậy mình không chơi cái này thì mình chơi cái khác nha. Chơi gì vậy? Mình chơi là phụ dương công chúa nha. Thích làm phụ dương á. Là làm phụ dương là làm cha hay gì? Được quyền ký đầu. Nhưng mà với một điều kiện, cha phải ăn hết tô cơm này. Thôi không ăn đâu. Ăn đi mà. Thôi không ăn. Ăn đi công chúa thương. Rồi cha hãy miệng ra đi. Ngán quá. Hai phụ dương, để cho cơm xuống đây chút xíu mình ăn nha. Hay có nè, nằm đi. Im lắm đó nha. Coi vậy mà phụ dương dễ ngủ thiệt. Làm bộ á. Thôi ngủ thiệt đi.
mà lấy cái gói này ra đi, lấy gói kia đi, chứ vậy là đau cái gói công chúa đó. Trời ơi, cái gì vậy? Hưng Hưng. Dạ. Cha con đang ngủ. Quên. Sao? Trời ơi, thì sao bán châu lòng cả buổi không thấy bay đi ngang qua bán vé số. Cái sao lo quá, sao quà đi sao còn... Trời đất ơi con ơi, bây giờ là 3 giờ mấy chiều rồi mà cầm một cọc vé số sao không đi bán đi? Hồi nãy con định trả vé số mà con thấy cha con sốt cao quá, con không biết làm sao hết. Trời ơi, cái mặt quá kìa. Thôi, bây giờ bán kịp gì nữa, đi ra trả đại lý đi con, sao đây sao cạnh ổng giùm cho, nghe. Dạ, con cảm ơn Sáu. Đi lẹ đi. Ê, quên, Hưng. Dạ. Trời ơi, sao quên hỏi con nữa. Bé kêu gì sao cũng nghe, bé biểu gì sao cũng làm trơn. Tự nhiên kêu dắt về cả đống rơm. Sao tưởng là hôm nay là bay là đem về để trang trí Noel. Trời ơi, tao dắt về cả đống ai nhà, bay làm cái gì vậy con? Sao thông cảm đi, gia đình neo đơn mà. Để dạy cho cha con thấy ấm cúng. Trời ơi, ấm không con? Ấm. Thôi con đi trả nha. Ừ, đi trả đại lý đi. Ê. Con dạ. Ngủ thiệt chưa vậy? Dạ thiệt, hồi nãy còn ngáy nữa mà. Trời ơi, hôm bữa hổm cũng bay này nhớ không? Bay nói ông ngủ rồi, sao qua sao canh nhà giùm. Trời ơi, tao đang quét nhà vậy nè. Cái ông ngộ bực vậy. Quay qua, ông nhìn thẳng vô mặt Sao. Ông giật tay Sao. Ông mở miệng, ông nói: Công chúa. Trời ơi, sao biết hay vậy? Thì ngày nào á, việc đầu tiên cha con thức dậy cũng đi tìm công chúa hết. Cha con thương công chúa lắm. Sáu. Hả? Sáu cầm những con cọc giấy số này Sáu. Cầm đi. Cầm nè. Rồi mỗi ngày con qua nhà Sáu con ăn cháo lòng chứ. Ủa sao vậy? Thì nãy giờ con định trả giấy số mà Sáu đâu có cho con đi trả đâu. Thì giờ Sáu ôm giùm con chứ sao. Trời ơi, lanh quá ha, lý sự quá ha. Thôi đi trả lại đi lẹ đi bà ơi, trễ giờ. Đi lấy lên. Dạ. Ê chết, trời sắp chuyển mưa rồi đó con, đem theo có mưa. Cháy nhà bà con ơi, gia đình tôi vợ con tôi còn ở trên gió đó. Cứu đi. Mình ơi em nè, Mình ơi. Cứu đây nè. Mình ơi, đỡ lấy con Mình ơi. Mình nghe ơi, tôi cho con nè. Công chúa. Đừng sợ con, đừng sợ. Công chúa với cha này cha. Công chúa được cứu sống rồi, không sao đâu. Minh. Hả? Lại đây. Ở đây nè. Sao mình gan quá vậy? Dám nhào vô lửa cứu con, rồi rủi mình có phỏng, rồi mình có cái gì thì sao? Hả? Gia đình mình không ai bị sao hết trơn là vui rồi. Cha, cha tỉnh lại đi cha. Đây là gì sao? Không phải mẹ đâu cha. Mẹ mất lâu rồi. Cha nhớ không? Cha còn nói với con á, ngày đó là ngày sinh nhật của con. Cha đi mua bánh kem, nhà mình bị cháy, mọi người đều kẹt trong đám cháy. Vì mẹ thương con mà mẹ đã mất rồi. Ủa, thì đúng rồi, cha đi mua bánh kem về là phải có ông bà nội nè, gia đình bác hai nè, rồi có mẹ nữa, rồi đâu hết rồi hả? Mọi người ở đây nè cha, đây là ông nội, còn đây là bà nội, còn đây là gia đình bác hai, còn đây là anh hai, còn đây là mình. Cha ơi,
Nghiện quá, con có mơ mẹ về. Mẹ nói con á là không có được khóc, con phải cười để nuôi cho cha nữa. Mẹ ơi, con thương cha lắm, mà cha cứ vậy hoài à. Con không biết làm sao hết, mẹ nói gì với cha đi mẹ. Em đi 3 năm rồi mà lòng em còn lo lắm. Mình cứ ngây ngây dại dại vậy hoài thì cuộc đời của con mình sẽ ra sao đây? Mình tỉnh lại mình lo cho con nha mình. Hãy ráng vì con, vì con mà tỉnh lại nha mình. Mình ơi! Cha đang ở đâu đây? Chị Sáu, chị Sáu bán cháu lòng nè. Trời ơi anh Năm ơi, anh tỉnh lại anh Năm. Trời ơi, chỉ trong một đêm mà gia đình tôi đã bỏ tôi đi xa hết rồi. Cha làm con khổ nhiều lắm phải không con? Không có. 3 năm mà anh đổ bệnh, con nhỏ nó nghỉ học đi bán cái số nuôi anh đó anh Năm. Đất ruột lắm. Cha xin lỗi con, cha làm khổ con nhiều quá. Con thương cha lắm, chỉ cần cha tỉnh lại chuyện gì con cũng chịu được hết. Cha phải tỉnh, cha phải tỉnh, cha hứa cha tỉnh hơn rồi, cha tỉnh. Mọi người ơi, cha con tỉnh rồi. Cha con tỉnh rồi cô chú. Cô chú ơi, cha con tỉnh rồi. Mọi người ơi, cha con tỉnh rồi. Các bạn ơi, hôm nay Hân vui lắm. Hôm nay cha Hân tỉnh rồi. Cảm ơn các bạn suốt thời gian qua để chăm sóc cho cha Hân. Tạm biệt các bạn. Trời ơi, được rồi, đến sau tôi dẹp hết cho, không có để cái này trong nhà nữa. Xin trân trọng dành một tràng hô tay cho tiết mục của Gia Hân ngày hôm nay. Và một tràng hô tay lớn hơn nữa cho sự hỗ trợ của nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc cùng với nghệ sĩ Trang Tuyền và vũ đoàn Phương Việt. Xin được cảm ơn các nghệ sĩ rất là nhiều. Không biết là cái cảm giác của nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc khi được quay trở lại với Thử Tài Siêu Nhí và hỗ trợ cho bé Gia Hân ngày hôm nay thì cảm giác của anh như thế nào ạ? Thử Tài Siêu Nhí là một cái nơi đã cho tôi tinh thần trách nhiệm đối với nghề, đối với các thế hệ nối tiếp sau này. Tôi đã xem Thử Tài Siêu Nhí mùa 3 và tôi thấy bé có những cái điều làm cho chính bản thân tôi cảm thấy là tôi thán phục bởi những bạn trẻ mà yêu nghề và bạn đến với cái con đường nghệ thuật bằng cả cái sự hồn nhiên trong sáng, và bên cạnh đó là một cô bé thật là thông minh làm cho tôi cảm thấy rất là xúc động. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Hữu Quốc rất là nhiều. Còn Trang Tuyền thì sao? Hình như là cũng đồng hành với Gia Hân rồi đúng không? Thực sự là mỗi lần nhìn Gia Hân thì giống như là mình hồi xưa vậy. Cái nghệ thuật nó nằm ở trong á. Nhưng mà em thì không có được cơ hội là từ hồi nhỏ, cho nên là nhìn thấy Gia Hân là thấy vui. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ của các nghệ sĩ. Một tràng hỗ tay cho nghệ sĩ Hữu Quốc và Trang Tuyền. Bây giờ mình lắng nghe ý kiến của ban giám khảo nha. Dạ. Xin mời anh Đại Nghĩa trước ạ. Hôm nay con quá may mắn khi cái vòng thi quan trọng này con lại được sự hỗ trợ từ một bậc thầy có thể nói là rất là giỏi trong cái việc dẫn dắt cảm xúc của người xem, đó là nghệ sĩ Hữu Quốc. Còn bé Gia Hân, một cô bé còn nhỏ như vậy mà con sống với nhân vật của con, nó như là chính bản thân con vậy. Nó thật trong trẻo, nó nhẹ nhàng, nó không một chút gì gọi là lên cân hay là mình phải cố gắng để mình diễn cho ra cái sự dễ thương. Tất cả một cái nó xuất phát từ trái tim. Mà cái điều này nó rất là quan trọng với một người làm nghệ thuật. Nó chính là cảm xúc.
Nếu như chúng ta thật sự không có cảm xúc với cái vai diễn của mình, với những điều mình đang làm trên sân khấu, thì chắc chắn là cái cảm xúc nó sẽ không bao giờ nó truyền tải được tới người xem. Dù cho trên sân khấu mình có gào, có thét, có khóc, có la cỡ nào đi chăng nữa thì cũng như vậy thôi. Và con thì một cô bé còn quá nhỏ, mà con đã làm điều này như hơi thở của chính mình. Chú chúc mừng con điều đó. Cảm ơn con rất nhiều đã mang đến cho chú cũng như tất cả mọi người những cái cảm xúc nó đông đầy và nó ngọt ngào như thế trong cái câu chuyện vừa rồi. Cảm ơn chú Đại Nghĩa. Cảm ơn chú. Tiếp theo xin mời cô Việt Hương ạ. Khi mà chú Hữu Quốc vừa bước ra, cô rất lo. Chú có cái bản năng sân khấu riêng và chuyên trị những cái vai như thế này. Nhưng mà con hoàn toàn lướt luôn. Con cứ nhẹ nhàng đi tới đi tới. Cô chỉ sợ con làm nó dư hoặc nó thiếu thì nó sẽ không hay. Nhưng mà con làm vừa đều vừa đủ, giống như trong một cái vở kịch nó không có bị một cái miếng nào dư lố. Con là một đứa bé có khả năng bẩm sinh. Vào chương trình này con không bị các cô chú ép thành người diễn viên. Cứ thả lỏng từ đầu mùa tới bây giờ. Cô Việt Hương coi con hồi đầu không đậm lắm, càng ngày càng đậm, càng đậm, càng đậm. Và vào tới đây, ngày hôm nay kỹ thuật phải rất cao để vừa tầm với chú Hữu Quốc là không phải chuyện thường. Thì con làm cho cô Việt Hương rất là nhẹ nhàng để bước vào. Nói chung là tiết mục này không nói gì được nữa hết. Rất là xúc động, rất là nhẹ nhàng. Còn cô Đăng Trang thì sao ạ? Xin mời cô. Cũng như là tất cả quý vị khán giả của Thử Tài Siêu Nhí biết là nghệ sĩ Hữu Quốc rất là quen thuộc với chương trình này. Nhất là trong mùa 1 là với vai trò một ông năm mà để cho bao nhiêu khán giả nhớ tới. Với con ngày hôm nay, kịch bản rất là gãy gọn, rất là tốt. Và cô cảm thấy con rất là thông minh. Con chưa bao giờ rớt nhịp trong tất cả các vai diễn của con. Trong chương trình này con giữ phong độ rất ổn định. Và ngay cả khi mà con nói bị lấp, cái chỗ mà đưa cái vé số đi ra trả về đó, con nói lấp nhưng con vẫn rất bình tĩnh để mà con điều chỉnh nó một cách vô cùng là chân thật. Cho nên cô cảm thấy bé Hân là một trong những nhân tố cực kỳ hiếm hoi của không chỉ Thử Tài Siêu Nhí mà cho làng kịch của Việt Nam. Xin chúc mừng con. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Hồi nãy trong vở kịch của con có một cái chi tiết là hôm nay là sinh nhật của con đó, ba con đi mua bánh sinh nhật cho con đó. Thì hôm nay cũng chính là ngày sinh nhật của thầy Quốc Đại của con. Hãy tới ôm thầy và hôn thầy một cái. Nào. Rất là áp lực bởi vì tập ca cho con là một cả một cái quá trình rất là gay go. Và hôm nay là thầy cảm thấy là tự hào về con. Ở cái vòng này thì thầy đã nghĩ là mọi người sẽ làm rất là hoành tráng và dữ dội, nên thầy đại sợ và cũng làm cho con một cái chiều sâu nhiều. Không may cho con là hôm nay là cái ngày thi rất là nhiều của con ở học kỳ, và sáng con đã đi thi, rồi chiều con đi thi, hôm nay là con phải thi tới 3 môn. Và con vừa tới đây lúc khi mà tiết mục thứ tư thì con mới tới đây được. Và con chuẩn bị thầy rất là lo, bởi vì sợ là cái tâm lý con không có đủ. Nhưng mà thầy cảm ơn con rất nhiều. Coi như ngày hôm nay đây là một món quà dành tặng cho thầy Quốc Đại ha. Và chúc cho thầy sẽ có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều sự hạnh phúc và đặc biệt là niềm tin vào các con. Thôi vô trong, chờ kết quả của ban giám khảo con nha. Vỗ tay cho em vô. Trăm hương
mỗi hướng lòng còn một nỗi sầu. Xuân sang mẹ vẫn còn chờ mãi, mắt lệ hoen mờ nỗi nhớ mộng. Ngọn đèn trai nhỏ dầu sắp cạn, con không về kịp để chấm dâu. Con đâu dám hẹn như người hẹn, bên mỗi xuân về mỗi xót xa. Rồi mãi câu đồ dây trầu tàn, lẻ rồi như bóng nắng qua. Mẹ ơi xuân đến thêm lần nữa, con vẫn chưa về mẹ nhớ mong. Con mơ một ngày về bên mẹ, để vui bên bếp mùa giáo. Cô cùng toàn thể quý vị khán giả, con tên là Mai Anh Thư, con đến từ Dĩ An, Bình Dương. Hôm nay con đến đây con xin trình bày bài hát Con Yêu Mẹ. Tuy rằng con không sống chung với mẹ nhưng mà thông qua chương trình con muốn gửi đến mẹ bài hát này. Và con muốn nói với mẹ rằng con yêu mẹ rất nhiều. Những lo âu ngày đêm khi nhìn con yếu đuối,
Con ơi, con đã được một sự lựa chọn đến từ lớp học của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lịch rồi. Xin mời quý thầy cô ạ, chúng ta cảm nhận như thế nào về bé? Thầy bị thuyết phục bởi cái chất giọng của con và cái cách nhả chữ của con. Cái ở con đang còn hạn chế đó là cái quãng giọng của mình. Và còn cái có những chỗ cao nhất thì cái đuôi chữ thì nó hơi bị đuối xíu. Nhưng mà thầy Đại nghĩ là những cái này là những cái lỗi thầy Đại có thể khắc phục được liền cho con. Thầy rất là chào đón con về đội của thầy, bởi vì cái màu này thầy đang không phải vì thiếu mà thầy chọn con, mà thầy chọn con bởi cái tình cảm của con đặt vô bài, cái chất giọng của con và các cách nhả chữ của con. Xin chào đón con về đội của thầy. Chúc mừng anh Thư, xin mời con về với lớp học của mình. Còn bây giờ sẽ là thí sinh kế tiếp, xin mời. Sắc son dưới sân khấu muôn màu, dù đời thôn già hay chốn phồn hoa, vẫn đắm say bao thế hệ qua từng câu ca. Thủy chung cái gánh nặng cao
Và đó chính là Trung Hậu. Không biết là ban giám khảo cảm nhận như thế nào? Không còn lời gì để nói. Ai mà dựng cái bài đẹp quá. Con vừa mới cất cái giọng hát lên cô với chú Nghĩa đó. Hai đứa dẫn nhau đi về. Mà sao con biết cải lương từ nhỏ mà hát? Dạ tại con nghe rồi con hát theo. Cái giọng hát của con á, khi mà cất lên chú nghe như tiếng chuông á. Tiếng chuông nó ngân 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 mà nó vang vang vang. Con hát nó nhẹ nhàng như hơi thở, không cần phải cố gắng một cái gì hết. Thêm cái phần dàn dựng đẹp mắt nữa, tự nhiên cảm giác những người làm sân khấu như mình nó cảm giác mình hãnh diện á. Hãnh diện mà đã lắm. Với những ai mà theo nghề cải lương bây giờ, chú Nghĩa rất là quý, mà đặc biệt là các bạn nhỏ nữa. Với những bạn nhỏ tài năng như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng sân khấu cải lương không bao giờ chết cả, vẫn còn rất nhiều thế hệ kế thừa. Cảm ơn con một lần nữa nha. Con có thể hát một cái bài hát rất là dài như vậy mà vẫn giữ được cái vị trí âm thanh, nốt rất là chuẩn xác từ đầu cho tới cuối. Cô chúc mừng con. Một tràng vỗ tay thật là lớn để chúc mừng cho tiết mục của con ngày hôm nay. Thank you.
đặt rừng sim ao cá chơi đọt măng giang măng nứa măng tre các bạn tiên đùng đánh ra về Phương Nhi. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Ngày hôm nay con giống như một chú tắc kè hoa gì đó, biến hóa rất là khôn lường. Không biết là ban giám khảo đang cảm giác như thế nào. Đầu tiên chắc là mời cô Đoàn Trang nha. Chúc mừng con với một tác phẩm rất là đẹp, rất là chất lượng. Ngay từ đầu cô đã rất là ấn tượng với con, bởi vì cô biết con là một cô bé có nội lực. Giọng hát của con rất là đa dạng. Con có đánh đàn tơ rưng rồi đúng không? Con có hát hồ quảng nè, hát nhạc pop, hát dân gian. Hôm nay lại là cái ngày rất là quan trọng cho con, là con phải lội ngược dòng. Và cô thấy ở trong con người con toát ra một cái tinh thần rất là tự tin, rất điềm đạm. Cô Đôi Thượng Ngàn không phải là một tiết mục dễ để mà thể hiện đâu. Và thêm một lần nữa, thầy Quốc Đại rất là đầu tư cho con. Tất cả mọi thứ rất đẹp. Bản thân con không cần làm gì nhiều hết. Đứng trên cái tảng đá kia, với cái quạt, với ánh mắt thần thái và với giọng hát của con, cô đánh giá đây là một tiết mục rất rất thành công. Chúc mừng bé Phương Nhi. Xin cảm ơn cô ạ. Cô Dị Khương thích nhất là cái câu cuối đó. Lúc mà con xòe cái quạt lên, con xa giá hồi cung nha. Chứ cỡ cô Dị Khương là nó cho vô lãnh cung rồi. Chịu. Mình hát nghề 20 mấy, gần 30 năm, chưa bao giờ có được cái sân khấu đẹp như vậy, sang như vậy. Nhưng đây có phải là thế mạnh của con không? Dạ đây là lần đầu tiên con hát văn ạ. Thật sự thì Đại có hỏi con rằng ở một cái thể loại dân gian nào mà con rất là thích mà con chưa thử không? Thì nó dạ con rất là thích bài Cô Đôi Thượng Ngàn. Đắn đo suy nghĩ rất là nhiều, bởi vì cũng có nhiều bạn đã thể hiện rồi. Và phải làm như thế nào để cho con phải mới. Buộc con tự tập rồi trả bài cho thầy. Nếu thầy cảm thấy nó tấu điểm thôi thì thầy sẽ chuốt thêm và thầy mới quyết định cho con làm. Thì khi mà trả bài thì Quốc Đại nghĩ rằng đây là sẽ một cái bài rất là tốt cho bé và rất là hợp với giọng bé nữa. Thì dạ. Và đây là ca khúc mà Quốc Đại đã chuẩn bị cho con. Cô Dị Khương được làm quen với cái này từ hồi xưa cô, cho nên cô biết được ngoài phủ thật á, là cô đã xem rồi. Và cô Dị Khương có quen với một người anh chuyên môn đi hầu, là cô Dị Khương đi theo để xin lọc.
mỗi một giá này lên á là rất là quan trọng. Tại vì cô rất là đẹp, nãy thần thái con sang trọng, con đẹp lắm, thích vô cùng luôn, hết giá. Con đi về đó, xa giá hồi cung con cứ về, trời ơi sao con đẹp. Chịu quá con ơi, ai cho rớt giết nữa. Trời ơi, gì vậy, bữa nay phải chọn có hai tiết mục thôi đó. Mà vui nhất là lát hai người này giết lại tôi nè. Anh Đại Nghĩa, chú Nghĩa rất thích cái giọng của con trong cái bài hát này. Nó trong veo mà nó rất là sắc nét. Con hát đúng nhịp vô cùng, không có sai trật một chút nào cả. Nó mượt, nó ngọt ngào, nó hay vô cùng luôn. Ngay cái câu cuối cùng, xe loan thánh giá hồi cung cũng vậy. Một cái kết thật là đẹp cho cái tiết mục của con. Trong một cái chương trình thi á, thì quán quân chỉ có một thôi. Nhưng mà tất cả các thí sinh, nếu như may mắn chúng ta sẽ có được một tiết mục nào đó như là một cái dấu mốc, một cái đóng đinh thật là mạnh với chương trình, thì đây là cái dấu mốc của con đậm nhất trong chương trình từ đầu đến bây giờ. Và con cảm ơn ban giám khảo và tất cả mọi người đã xem tiết mục của con và những lời nhận xét của ban giám khảo đã dành cho con. Trời ơi, đẹp và còn khéo nữa, hát thì hay nữa. Chúc mừng con với tiết mục này. Một tràng hỗ tay cho Phương Nhi. Và đó chính là đẹp Tấn Tài. Quá đẹp, cái nhóm múa đẹp quá, cái bài dựng đẹp, cây lúa đẹp. Mà tôi nói thiệt luôn nha, con trai tôi nó hát y như hát karaoke. Cha Đại này chứ rất là ghê gớm, chả biết con trai chả không làm ăn gì được nhiều, hiểu không? Nó nhảy nó hát y như karaoke, cho đẩy cái dàn múa ra đó cho đó. Con trai tôi hát vậy nè, đẩy cái dàn múa ra bao hết trơn luôn. Cái lúc lúa cuối cùng, cái thằng con trai cầm cái lúa đi phải chị biết không chị? Từ đầu đến đuôi hai bé đứng cứ nhúng qua nhúng lại hoài, em ngồi nghĩ ủa không lẽ nó múa vậy đến trọn đời. Đứng nói chuyện còn nhúng nè, bước qua lại rồi đó, đúng rồi. Cái biên sao đến cuối cùng thấy nhỏ nó đi qua góc bên đây, trời ơi mừng quá, nó đổi được hình rồi ai ngờ vô hết bài. Tụi em vẫn kiên trì lắm dạ. Giống như là niềm vui chưa được bao lâu á, niềm vui chẳng tày gan.
Con ơi con. Mệt con ơi, trời chú làm theo chú mệt đó chứ bây giờ. Có bao giờ mà con hát con không có vô mà nhờ con đứng con nhúng vậy thôi mà cô cho con vô không? Bé nó nhảy nó rất tập trung, thấy mấy cô chú vũ công á lên khiều khiều với diễn giao lưu thằng nhỏ vẫn bất chấp. Bây giờ vẫn vậy mà chị đó, vỗ tay cho em đó. Thấy cưng quá à. Thôi dừng lại con ơi, chóng mặt. Còn nhiều cái hấp dẫn rồi đó, bây giờ con nhúng cái nghe cô Trang nói hai ba xin mời cô Trang. Copy bát như trên luôn đó. Con rất là vô tư, dễ thương lắm. Một cái hấu tay cho Thánh Tài ngày hôm nay vì nó rất là dễ thương. Và kính thưa tất cả quý vị và các bạn, tiếp theo sẽ là những điều gì hấp dẫn và thú vị đây, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi nhé. Vô luôn con. Vô vô đi, đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, thằng con tôi trời ơi trời. Làm cái gì ăn hiếp con tôi dữ vậy? Đâu có biết đâu, khen mà. Khen suốt là giải trí. Chị con mượn cái quần ống loe, đừng có mượn cái quần ống tấm. Với lại con bớt dài bông lên đầu nữa là 10 điểm. Dài bông cho xứng với cái vàng múa. Tại sao mượn quần ống loe? Tại thầy thầy nào ạ? Thầy Đại ơi. Em thấy hài hòa đúng không? Cái tông màu vàng đi với vũ đoàn vàng với hồng luôn. Rồi bên kia cũng về bông, bên đây cũng vàng bông. Muốn hát bài em trồng vàng bông trước cửa nhà em. Trời ơi, trời ơi, dập cái này còn nặng hơn. Con ơi, cái gương mặt con rất là đẹp, rất là sáng. Mà cái sự duyên dáng nó phúc hậu, nó hiện hiện. Cái gương mặt đào chánh. Mà cái giọng con nó vẫn có một cái chất gì đó, nó ấm áp, thích quá. Đúng quả thật là giọng con rất là đẹp. Và hát chính xác từng nốt nhạc, rất là nhẹ nhàng, rất là thư thả, rất là dễ thương. Thứ hai nữa, không biết mọi người có nhận ra không, đây là một bài hát dân gian, nhưng mà lại có cái tiếng saxophone trong đó, vừa tây ta kết hợp với nhau. Nghe cái bài của con nó rất là sang. Mấy người thổi sax lúc nào cũng là cứu vớt cho cái hòa âm đó. Em nghĩ đó chị. Con ơi, nói chung là cô chú thỏa mãn quá, vui quá. Cái bàn của cái chuyện không dính dáng với con á. Con gỡ bông con đẹp hết sức, bận cái quần vô nữa đẹp hết sảy. Dạ, một tràng hố tay nữa cho anh Thư. Còn lại thanh niên và trai tráng thiếu nữ, bắt hết cho ta. Chúng ta là lũ quỷ ở tận rừng xanh, ở tận núi cao, ở vùng suối sâu, chúng ta cùng thương nhau. Nhưng anh em một nhà cùng nhau ta múa ca, chúng ta đồng cổ hòa. Hey! Ta là quỷ một, còn ta là quỷ hai. Ta là quỷ chúa. Chúng ta là lũ quỷ. Chán ghê, động tác thì nghèo nàn, nhảy bố thì chật nhịp. Coi kìa, cái mặt thì đơ thua. Ê! Ê, 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 ê. Cái lũ các ngươi đã dặn bao nhiêu lần rồi, đi bắt dân làng thì phải tập múa cho đàng hoàng chứ. Để bây giờ một đứa con nít trước cười cho trong mặt kìa. Nè, dám chê bọn ta nhảy xấu hả? Có ngon á
thì cho bọn ta vô vòng trong đi, bọn ta múa dân ca cho mà coi. Khiến cho vui đi, ta mà được vào vòng trong thì ngươi mới được múa dân ca. Còn bây giờ thì thả nhân làng của tia ra đây. Còn khuya, giỏi lắm, bước qua đây nè. Con mắt nó hiểu mùa, con chưa có thật. Nè, đi về không có công. Thôi, nói nhiều làm gì, đem hết dân làng về động cho ta. Dạ. Đi. Đó bọn ta ra. Để lên. Đứng lại. Bà buông dân ra, bà đừng có cản con để con đi cứu dân làng. Đứng lại bà quỷ kia. Ai làm gì con mà con thở dữ vậy hả? Con bị được. Ê! Con bé kìa, ta mới thấy nhà ngươi ruột theo ai đó. Ruột hả? Ngon không? Không, không có ngon. Liệu hồn bây giờ. Vậy, có chừng đó. Có đau không? Đau đúng không? Đau. Mốt đừng có nói dối nít nữa nghe chưa? Xúc dầu cho tao nghe. Ừ, về xúc dầu cho. Bà, hả? Sao hồi nãy bà không cản con? Ta có cản, mà con dùng dãy dữ quá, một mình ta cản không có nổi. Một mình bà cản không nổi thì kêu tất cả mọi người là cản con. Làng mình bị bắt hết trơn rồi, còn ai đâu mà cản con. À, con quên. Nhưng chẳng lẽ bỏ mặc mọi người bị bắt sao? Ta thì quá già, con thì còn quá nhỏ, làm sao mà đánh lại bọn chúng? Cho dù mình có lớn đi chăng nữa cũng không đánh lại bọn chúng. Kìa, con gái. Tại sao con lại nản chí? Con phải tự tin vào sức mạnh của mình chứ. Ủa, người là ai? Ta là Âu Cơ, là mẹ của con. Và con là đứa con thứ 100 của ta. Mẹ. Mẹ đến để giúp con sao? Đúng. Trong người con có một nguồn năng lượng cần được khai sáng. Khi nguồn năng lượng ấy được khai thông, cũng là lúc con có đủ sức mạnh chiến đấu với lũ quỷ để cứu dân làng. Đây, ta tặng cho con quyển võ thuật cùng với tấm bản đồ. Khi con học xong cũng là lúc sức mạnh của con được khai thông. Lúc đó con hãy lần theo tấm bản đồ đến động của lũ quỷ để cứu dân làng con nhé. Dạ, con cảm ơn mẹ. À, con hiểu rồi. Nhưng mà mẹ ơi, mẹ đâu rồi? À, con gọi ai vậy? Dạ mẹ con. Mẹ con, Âu Cơ, người đang ở đâu? Dạ mới ở đây nè. Hồi nãy mẹ còn đưa cho con cái này nè. Mẹ nói khi nào con học xong cái này thì con sẽ có sức mạnh để đi đánh bọn quỷ hay cứu dân làng. Vậy thì con mau học đi. Lại đây. Đi đi con. Bọn ta ai cho ngươi dám tới động của ta để náo loạn hả? Nhà ngươi tới đây làm cái gì? Đòi lại dân làng. Mắc cười quá. Đánh thắng bọn ta đi thì bọn ta sẽ thả dân làng của nhà ngươi ra. Được, ngươi chắc chứ? Tụi ta có thể ăn bậy nhưng không bao giờ nói bậy. Đã hứa thì sẽ giữ lời. Vậy thì các ngươi hãy xem sức mạnh của ta đây. Hey quỷ con.
nè mọi người, đem hai con quỷ này đi phơi nắng cho khô, ép vào gỗ làm kỷ niệm. Con gái. Mẹ. Nè con gái, con hãy tha cho bọn chúng đi. Mẹ ơi, người này là ai mà sao kêu con bằng con gái? Ta là Lạc Long Quân, là cha của con. Sao cha con giống vị chúa quá vậy? Đúng vậy, chính ta đã nhờ cha con giả làm quỷ chúa để khai sáng nguồn năng lượng trong con. Phải đó con gái, con lũ quỷ kia chỉ là binh tôm tướng cá ở dưới Long Cung. Chúng chỉ làm theo nhiệm vụ của ta thôi, cho nên con hãy tha mạng cho chúng đi. Dạ con biết rồi. Đàn bạn, đàn là con gì ở dưới Long Cung vậy? Mình là con tôm càng xanh á. Còn bạn? Mình là cá mặt quỷ. Hàng chi, xấu như quỷ. Thôi con gái, con đừng gặp bọn chúng nữa. Bây giờ năng lượng của con được khai sáng, con hãy dùng nó bảo vệ cho dân làng, con dân Âu Lạc nghe chưa? Dạ. Còn gió, gió ở trên non, gió gọi tình yêu, tiếng lời ru của biển. Dì dào ngồn sóng, sóng ngoài khơi xa, sóng ru tình cha, lên ngàn non tìm mẹ. Hoa tươi cho Ngọc Hà. Con rất là tài năng, ngày hôm nay sẽ được mời ban giám khảo đưa ra ý kiến của mình. Con á là trường hợp đặc biệt, của võ được nè, diễn kịch được nè, hát được nè, có nghĩa là con đầy đủ hết. Nhưng mà con có biết không, buổi sáng là mình ăn một cái gói xôi á, ở trên gói xôi đó có một miếng lạc xưởng nè, một miếng chả nè, một miếng pate nè, chút xíu đậu phộng nè, chút xíu trà bông, thì con ăn chung với xôi con sẽ thấy nó ngon. Còn nếu trong một cái gói xôi buổi sáng mà mình ăn mà có tính 5 miếng lạc xưởng, 5 miếng chả, 5 miếng trà bông, 5 miếng đậu phộng thì mình sẽ ngán. Nó quá dài cho một cái đứa bé 5 tuổi có đủ cái sức đứng trên sân khấu. Con liên tục phải tỏ vẻ là anh hùng thì giọng con lúc nào phải ở tông cao. Thì cảm giác một hai câu đầu nó dễ thương, đi dần tới thì cái người diễn viên nó không có cái sự lên xuống thì nó sẽ làm cho người ta khó chịu với cái tông liên tục, gọi là monotone, một tông duy nhất. Các chú đưa con ra quá nhiều thứ, giống như ăn xôi nãy cô Diệp Hương nói á, cái khả năng của con tới đâu các cô chú phải dũa cho con chứ không phải là bài ra. Cái này là cô hoàn toàn khen bé Hà, chỉ có nhắc nhở các cô chú dàn dựng cho con. Bây giờ mình về mình coi cái nào giỏi nhất để mình học nhất dễ tin nhất thương dinh nha. Dạ con cảm ơn cô. Cho cô hôn con. Trời ơi, chạy xuống ôm thùng cô Trang. Dễ thương quá à. Dù gì con cũng là một em bé rất là khôn ngoan, đúng không? Một cái bài quá dài, con nhớ thoại, nhớ hát, đứng rất là bình tĩnh, rất là tự tin. Mặc lúc nào dơ cái chân, dơ chân, dơ cái tay, dơ tay. Trời, nhiêu đó không là 9.75 rồi. Trời ơi. Gì vậy đây? Mình được 9.75 mình hiểu, 9.75 là nó có giá trị gì hơn mình? À, đi học mấy điểm là cao nhất? Dạ 10. Ừ, 9.75 là cao nhất chưa? Là thấp nhất đó, là thấp chưa. Nhất. Chưa đúng cao rồi, nhất vậy nó nằm ở đâu? Nó phải thấp nhất không? Dạ phải. Hả? Phải luôn. Không, 9.75 là gần 10 đó con. Dạ. Dạ, rồi, còn chú đây nghĩ thì sao à? Xin mời chú. Trời, phải chim mà con hung chú một cái chú cho 10 luôn. Trời. Con rất là xứng đáng nhận được một cái điểm số cao từ các cô chú. Riêng cái góc độ cá nhân á, thì chú vẫn phải khen con. Khi mà con vừa mới xuất hiện trên sân khấu, chú quay qua nói với cô Hương, không biết sao một đứa nhỏ 5 tuổi mà nó có thể nó hiểu, nó cảm được hết tất cả những gì nó làm và nó đang trình diễn một cách tự tin trên sân khấu như thế. Con rất xứng đáng nhận được điểm số cao từ các cô chú. Chúc mừng con.